Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 26 tháng 12 năm 2023, mát mẻ, không quá oi bức, trời nắng, không mưa, nhiệt độ dao động từ 28 đến 32 độ. Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam nên vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Đêm nay và ngày mai, dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 77%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm 73 đến 78%. Huyện Côn Đảo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, ngày mai trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm 73 đến 78%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió theo hướng đông bắc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 27 tháng 12 năm 2023, mức nước cao nhất 410 cm vào lúc 15 giờ và mức thấp nhất 70 cm vào lúc 8 giờ. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay khá trong lành, chỉ riêng thị xã Phú Mỹ hôm nay ghi nhận kết quả quan trắc đo được ở mức trung bình với chỉ số AQI cho kết quả là 64. Còn lại kết quả quan trắc về bụi khói khí thải tại các địa phương khác trong tỉnh đều cho kết quả tốt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ số chất lượng không khí AQI từ 30 đến 35.